cảnh cáo trưởng công an phường bái cháy sau vụ dọa bắt người va chạm giao thông nguyên chủ tịch nguyên phó chủ tịch thị trấn mái dầm bị khởi tố tạm giam ô tô biển xanh tự gây tai nạn làm một người tử vong tại quảng ninh nhà trang xác minh vụ việc xô xát tại quán hải sản bể bơi ở hà nội chạy hết công suất phục vụ người dân những ngày nắng đỉnh điểm kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube báo lao động Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị liên quan đến vụ việc, một trưởng công an phường có những lời lẽ thiếu chuẩn mực sau khi va chạm giao thông ở Hạ Long, Quảng Ninh những ngày gần đây. Theo thông tin mới nhất, ông Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi cháy thành phố Hạ Long bị cảnh cáo, xem xét điều chuyển do ứng xử thiếu văn hóa khi va chạm giao thông. Theo đó, quyết định được Ủy ban kiểm tra thành ủy Hạ Long công bố vào chiều 22 tháng 5. Thành ủy Hạ Long nhận định Ông Nam vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ công an nhân dân, vi phạm quy định của Đảng và quy tắc ứng xử của ngành công an. Theo kết quả kiểm tra vào tối 17 tháng 5, ông Nam điều khiển ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông. Ông Nam sau đó còn ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, thách thức đòi bắt người lái xe kia. Sự việc được người dân quay video đưa lên mạng xã hội. Theo Điều 7 Quy tắc ứng xử ban hành vào tháng 3 năm 2023, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khi giao tiếp, làm việc với người dân phải niềm nở, tận tình, trách nhiệm, xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn, ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai, không gây căng thẳng, bức xúc, doan nạt người dân. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Phong, sinh năm 1985, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1983, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Được biết trước khi bị bắt, ông Phong và ông Đức bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt đảng. Theo điều tra, trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mái Dầm, ông Phong và ông Đức, lúc đó là cán bộ tư pháp thị trấn, được bổ nhiệm Phó Chủ tịch vào cuối năm 2020, đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền, tạo điều kiện để Huỳnh Ngọc Dũ, sinh năm 1963, cựu Phó Tránh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, bán các suất tái định cư không có thật, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam rũ về tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, năm 2019, Huỳnh Ngọc Dũ đang công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, nghe được thông tin toàn bộ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành bị quy hoạch, và nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Dũ thông qua các đối tượng cò đất đi tìm những hộ dân có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân tại ấp Phú Bình và đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng tên nhà dùm Dũ để được bồi thường và bố trí tái định cư. Dũ trả mỗi trường hợp đứng tên dùm 10 triệu đồng. Nhưng để nhận được tiền, người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho Dũ và ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ chưa ghi phần nội dung do Dũ chuẩn bị sẵn. Các giấy tờ này gồm giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư, biên bản giao đất ngoài thực địa, biên nhận. Có được các hồ sơ này, rũ đem cạ bán các suất tái định cư cho nhiều người và chiếm đoạt tiền của họ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền rũ chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7,6 tỷ đồng. Tiếp tục là tin tức về tình hình an ninh trật tự. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Bước đầu bắt giữ 8 đối tượng với số tiền giao dịch để cáo độ bóng đá là hơn 20 tỷ đồng. Vào đầu tháng 5 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, sử dụng công nghệ cao tại địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An với số tiền rất lớn. Ổ nhóm này do hai đối tượng cùng chú tại thành phố Vinh, gồm Nguyễn Gia Định, sinh năm 1992, chú tại phường Vinh Tân, và Lê Văn Khánh, sinh năm 1995, chú tại phường Hưng Phúc cầm đầu. Giúp việc cho Định và Khánh còn có 6 đại lý cấp dưới đều trú tại thành phố Vinh. Trong mùa thi đấu SEA Games 2023, biết các con bạc sẽ tham gia cá cược trong các trận đấu bóng đá, có đội tuyển bóng đá nam nữ Việt Nam tham gia, nên các đối tượng đã lập ra nhiều tài khoản để cá độ bóng đá. Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt khám xét các đối tượng, thu 7 điện thoại di động, một laptop, một bộ máy tính, đề bàn và nhiều tăng vật, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng. Ngoài Định và Khánh, 6 đối tượng khác bị cơ quan công an bắt giữ đều trú tại thành phố Vinh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại các trang bóng như balu88.com, bóng88.com từ tháng 2 năm 2023 cho đến khi bị bắt giữ hơn 20 tỷ đồng. Riêng số tiền cá độ bóng đá trong mùa thi đấu SEA Games 2023 hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để điều tra làm rõ. Mới đây thông tin từ tổ HP22 công an thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng đang xử lý nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cụ thể vào hồi 21 giờ ngày 20 tháng 5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 354 thuộc địa phận khu 8 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng Tổ công tác HP22, Công an huyện Tiên Láng phát hiện, nhóm đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách đánh võng, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Nhóm đối tượng gồm Bùi Quang Phá, sinh năm 2006, Cao Vũ Lanh, sinh năm 2007, Trần Phạm Nhật Khuê, sinh năm 2007, Vũ Văn Đức, sinh năm 2006, Đoàn Xuân Thắng, sinh năm 2007, Vũ Đức Hân, sinh năm 2007 và Lưu Ngọc Tuấn sinh năm 2007 cùng chú tại xã Tiên Minh, Tiên Láng, Hải Phòng. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng phương tiện cho đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Tiên Láng để xử lý theo quy định. Vừa qua trên quốc lộ 18 đoạn km 127 200, qua phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ninh, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 5 chỗ biển xanh, biển kiểm soát 14A000XX thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long do anh LGD điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 18 hướng Hạ Long Cẩm phả. Khi đi đến khúc cua, đoạn rẽ xuống phố Hải Đăng thuộc khu 2, phường Hồng Hà, thì bất ngờ đâm vào trụ điện ven đường. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe nổ lốp, tài xế văng ra ngoài và tử vong. Chiếc xe bị hư hỏng nặng, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo giao thông không bị ách tắc cục bộ. Sáng 23 tháng 5, ông Dương Quốc Việt, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang xác nhận đang phối hợp với lực lượng công an phường mời những người liên quan đến vụ xô xát tại quán hải sản Tám Mẹo, số 40 đường Trần Phú lên làm việc. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện những tố cáo qua lại giữa du khách đến từ Đà Lạt và quán hải sản Tám Mẹo. Theo đó, du khách có tên là LTAT trú tại Đà Lạt phản ánh việc chồng chị bị nhân viên quán hải sản tám mẹo đánh. Sự việc xảy ra vào chiều 22 tháng 5. Gia đình chị T ăn hải sản ở một quán cách tám mẹo khoảng 100 mét. Sau đó, xe máy gia đình chị T gặp sự cố nên chồng chị dắt bộ chạy để thử. Chị T cho biết xe máy chồng chị không nổ nên có dắt xe quay đầu chạy lại. Ngang qua quán tám mẹo thì một nhóm nhân viên tầm 8-9 người cầm gậy xông ra tấn công chồng chị T. Trong khi đó, ông Trần Văn Phúc, chủ quán Tám Mẹo cho rằng, thời điểm trên, có nhóm người khoảng 10 người đi xe máy Exciter có dấu hiệu độ chế, chạy nẹt bô gây ẩm mỹ. Nhân viên quán có ra nhắc nhở, nhưng nhóm du khách không hợp tác. Chủ quán Tám Mẹo cho rằng, sự việc xảy ra bắt nguồn từ chuyện nhóm du khách chạy xe nẹt bô ẩm mỹ, gây mất an ninh trật tự công cộng. Trong lúc tức giận, có thanh niên trong quán dùng tay đánh vào người đi xe máy Exciter. Ông Trần Văn Phúc cho rằng, việc du khách viết bài tẩy chay quán hải sản tám mẹo khi sự việc chưa có kết luận của cơ quan chức năng đã ảnh hưởng đến hoạt động của quán và uy tín của ngành du lịch thành phố nha trang theo phó chủ tịch phụ trách ủy ban nhân dân phường vĩnh nguyên dương quốc việt đến nay công an phường đã nhận được báo cáo sự việc của chủ quán hải sản tám mẹo riêng nhóm du khách đà lạt không lên làm việc dù công an phường đã mời trong vụ việc vừa rồi ông việt cho biết lực lượng chức năng sẽ trích xuất camera làm rõ ai đúng ai sai những ngày qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C. Điều này đã khiến sức hút của các bể bơi, khu vui chơi dưới nước tăng đột biến, vì bơi luôn là lựa chọn giải nhiệt hàng đầu của nhiều gia đình. Ba hôm nay, cứ sau giờ tan làm, chị Trần Thị Ánh Phượng ở cầu giấy Hà Nội lại đưa con trai 6 tuổi đến bể bơi gần nhà để bơi giải nhiệt, tránh đi cái nắng oi ả à của mùa hè với cái thời tiết nắng nóng như mấy ngày hôm nay ấy thì cái việc mà cho con đi bơi thì cũng giúp ích uh, thứ nhất là cho con cũng cảm thấy là sảng khoái hơn, mát mẻ hơn. Uh, thứ hai nữa là cũng là bơi cũng giúp cho dinh dưỡng sức khỏe của con nó được cải thiện hơn tốt hơn và về nhà thì ăn uống cũng cũng cải thiện nó rất nhiều <laughs> Những ngày qua Hà Nội trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ có lúc lên tới hơn 40 độ C. Điều này đã khiến sức hút của các bể bơi khu vui chơi dưới nước tăng đột biến vì bơi luôn là lựa chọn giải nhiệt hàng đầu của nhiều gia đình. Sau khi tan làm thì tôi có cho cả vợ con cả gia đình ra đây bơi sau một ngày lặng lóng mệt mỏi cảm, cảm giác được ngâm mình trong bể bơi là tuyệt vời rất là mát. Mấy ngày hôm nay trời rất là nóng là tôi đến bể bơi để bơi bơi xong thì mình cảm thấy rất là khoan khoái xả stress này. À, tối về thì ngủ ngon và bơi là cái môn thể thao rất là tốt à, giúp cho à, cơ thể con người là vận động này à, xương khớp là từ ngày tôi uh, chưa bơi tôi uh, rất là hay bị đau lưng đau chân tay và từ ngày biết bơi cái là tôi cảm thấy là xương cốt là rất là ok khảo sát Giá vé ở các bể bơi Hà Nội giao động từ 60.000 đến 200.000 đồng một vé, tùy từng bể bơi. Vào khung giờ cao điểm từ 16 đến 18 giờ, tình trạng đông nghịt người dẫn đến quá tải tại các bể bơi thường xuyên xảy ra. À thời gian gần đây thì cho so với thời tiết, so với thời tiết nắng nóng như này thời gian đấy, à, người dân ở đây rất quan tâm đến bơi lội, đặc biệt là các bạn nhỏ. Ngày cao điểm thứ bảy cuối tuần sẽ là từ 500 đến 1000 lượt học lượt uh, khách và học sinh bơi ở đây tăng từ uh, 50 đến 80%. Trước khi các bạn ở từ ngoài trời vào nhiệt độ trời, trong nhà nó sẽ chơi nhau khá là nhiều cơ thể với mặt nước với nước cũng chơi nhau. Thế nên các bạn sẽ nghỉ từ 5 đến 10 phút để cho cơ thể chúng ta bớt nước Đó, bớt mồ hôi và chúng ta sẽ tắm nhẹ tắm qua nước uh, tắm tráng qua nước để cho cơ thể uh, tinh nghỉ với với nhiệt độ dưới bể tránh tình trạng sốc nhiệt bể bơi là nơi công cộng có rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi tham gia bơi lội vì vậy để đảm bảo vệ sinh các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chọn bể bơi có mật độ người dùng ít có lắp hệ thống nước lọc tự động 24 trên 24 Bên cạnh đó, khi bơi, người dân nên trang bị đầy đủ mắt kính, nút bịt tai. Sau khi bơi nên tắm lại bằng nước sạch, xà phòng và nhỏ mũi, mắt bằng nước muối sinh lý. Đặc biệt, những người mắc các bệnh ngoài da, tiêu hóa, tả, lị, thương hàn, bị hen phế quản, viêm xoang, huyết áp, tim mạch thì không nên bơi lội tại những bể bơi nơi công cộng. Kết thúc bản tin là những tin tức về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo thời tiết ngày 23 tháng 5, Bắc Bộ xảy ra mưa rông diện rộng, cục bộ có mưa vừa mưa to. Mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ diễn ra vào chiều tối. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Trung Bộ, ngày vẫn xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng cay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía đông bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng cay cắt. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng cay cắt. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rông dài rác. Cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rông dài rác. Cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất, quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube Báo Lao Động. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.